Mẹt, em mẹt đi ăn nhà hàng Thái. Em mẹt ăn nhà hàng Thái là nằm mà có người phục vụ. Đi vô không cần ngồi, còn má em ngồi tướng còn độc hơn em nữa. Ừ, đó, má em phải chặn lên không thôi em rớt. Ha, về bỏ lên cho, đi ăn nhà hàng Thái nè, đó. Đây nè, nhà hàng Thái nha. Quay qua hai người đẹp nữa nè, đó người, về cho ông bà nó coi. Đúng rồi, người đẹp này miệng còn dính bún nè. Người đẹp này là miệng nhìn cái tô của má đó nè, hết muốn ăn luôn. Món này ngon nè, đó. Có con rùi. Con rùi nè. Nhà hàng nhưng mà rùi không. Chút nữa cộng lên nè. Nhiều rùi quá. Bớt tiền tiếp thôi. Rồi đây. Đây là con khỉ. Con khỉ nó nằm nó ngủ. Ok.